Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K2. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của Trúc Giang Minnesota có tựa đề là Cụm Tình Báo Việt Cộng A22 trong Dinh Độc Lập. Định nghĩa Tình báo gián điệp là người hoạt động bí mật của phe địch để dò thám lấy tin tức về tình hình quân sự, chính trị, kinh tế hoặc tác động phá hoại. Thứ hai gián điệp Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh ở miền Nam, ngoài những tên Việt Cộng nằm vùng, còn có những điệp viên thuộc tình báo chiến lược như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thúy và Phạm Ngọc Thảo. Vũ Ngọc Nhạ là nhân vật then chốt trong bộ án Cụm Tình Báo A22, làm rung động chính quyền miền Nam năm 1969. Tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh ngày 30 tháng 3 1928 tại tỉnh Thái Bình, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1947. Vũ Ngọc Nhạ còn nhiều cái tên khác nữa như là Pierre, Vũ Ngọc Nhạ là tên Thánh, Vũ Đình Long, Hai Long, Bí Danh, Lê Quang Kép, Thầy Bốn, Ông Cố Vấn. Hoạt động Năm 1955, xuống tàu di cư vào Nam, Vũ Ngọc Nhạ cùng một số điệp viên khác trà trộn vào đoàn người di cư vào nam, nhà cùng vợ và con gái xuống tàu hải quân Pháp cùng hàng triệu người Công giáo di cư vào Nam, làm thư ký đánh máy ở Bộ Công chánh, chinh phục được cảm tình của linh mục Hoàng Quỳnh và trở thành người giúp việc của giám mục Lê Hữu Từ. Năm 1958, tháng 12 năm 1958, nhà bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Nguyễn Tư Thái tự là Thái đen bắt giữ và giam tại trại Tòa Khâm, Huế để chờ điều tra xác minh. Linh Mục Hoàng Quỳnh can thiệp cho nên nhà không bị buộc tội. Người giúp việc của Đức Cha Lê Hữu Tử Một khuyết điểm lớn của đoàn công tác đặc biệt miền Trung là giam giữ những nghi can gián điệp chung với nhau tại trại Tòa Khâm. Chính ở đó, Vũ Ngọc Nhạ đã móc nối với các cơ sở tình báo khác, đặc biệt là chuồng tình báo Việt Cộng Mười Hương tạo dựng niềm tin đối với Ngô Đình Cẩn. Năm 1959, Vũ Ngọc Nhạ làm tờ trình bốn nguy cơ đe dọa chế độ được sự chú ý của Ngô Đình Cẩn và sau đó ông Nhu, ông Diệm. Do sự dự đoán chính xác về cuộc đảo chính 11 tháng 11 năm 1960 của tướng Nguyễn Chánh Thi, anh em ông Diệm đã chú ý đến Vũ Ngọc Nhạ. Nhờ danh nghĩa người giúp việc của Đức cha Lê Hữu Từ mà nhạ được sử dụng như là người liên lạc giữa anh em họ ngô và giới công giáo di cư. Nhờ đó, nhạ thu nhập được nhiều tin tức tình báo có giá trị. Từ đó, nhạ có biệt danh là ông cố vấn. Sau đảo chính 1 tháng 11 63, thế lực công giáo phát triển mạnh dưới tay của Linh Mục Hoàng Quỳnh. Cuối năm 1965, sự tranh giành quyền lực trong nhóm tướng trẻ do sự giới thiệu của Linh Mục Hoàng Quỳnh Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng Vũ Ngọc Nhạ trong vai trò liên lạc giữa tướng Thiệu và khối công giáo. Nhạ đã khéo léo lợi dụng vai trò để tạo ảnh hưởng đến các chính trị gia dân sự và quân sự. Năm 1967, sau khi tướng Nguyễn Văn Thiệu đắc cử tổng thống, cấp trên nhận thấy cần thiết phải mở rộng mạng lưới tình báo, thành lập cục A22. A22 là mật danh của Vũ Ngọc Nhạ. Cụm do Nguyễn Văn Lê làm cụm trưởng, nhà làm cụm phó trực tiếp phụ trách mạng lưới. Toàn bộ cụm A22 được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Trí, chỉ huy phó tình báo quân sự ở miền Nam. Bắt đầu, cụm A22 phát triển, thêm Nguyễn Xuân Hòe, Vũ Hữu Ruật đều là những điệp viên mà nhà đã bắt liên lạc trong khi bị giam chung tại tòa khâm. Sau đó thu nhận thêm Nguyễn Xuân Đồng, và quan trọng nhất là vào đầu năm 1967 bổ sung thêm Lê Hữu Thúy hay là Thắng, mật danh là A25. Các điệp viên này được giao nhiệm vụ chui sâu, leo cao, nắm lấy những chức vụ quan trọng để thu thập thông tin và để tác động vào chính quyền. Thành công của cụm A22 là cài được một điệp viên dưới quyền của Lê Hữu Thúy là Huỳnh Văn Trọng làm cố vấn cho tổng thống Thiệu. Chính Huỳnh Văn Trọng đã cầm đầu một phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ, tiếp xúc, gặp gỡ hàng loạt các tổ chức, các cá nhân trong chính phủ và chính giới Hoa Kỳ để thăm dò thái độ của chính phủ dân sân đối với cuộc chiến ở Việt Nam. Huỳnh Văn Trọng thu thập được nhiều tin tức tình báo chiến lược. Vụ án Huỳnh Văn Trọng và 42 điệp báo CIA nhanh chóng phát hiện điều bất thường là sự tập hợp của các cá nhân là những bị can đã bị bắt giam ở Tòa Khâm. Giữa năm 1968, hồ sơ các cựu tù nhân ở Tòa Khâm được mở lại. Do tính phức tạp trong ngành điệp báo, CIA phải mất một năm mới hoàn tất hồ sơ và chuyển giao cho Tổng nha Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Vào trung tuần tháng 7 năm 1969, một đơn vị đặc biệt có mật danh là S2B được thành lập để tiến hành bắt giữ hầu hết những người của cụm A-22. Toàn bộ điệp viên Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Xuân Đồng, Huỳnh Văn Trọng và hầu hết những gián điệp khác, kể cả Giao Liên là bà Cả Nhiễm cũng bị bắt. Riêng cụm trưởng Nguyễn Văn Lê kịp thời trốn thoát. Cụm tình báo A-22 bị phá vỡ hoàn toàn. Chính quyền Sài Gòn rung động vì 42 gián điệp từ cơ quan đầu não là phủ tổng thống cho đến các cơ quan khác, nhất là một cố vấn của tổng thống đã bị bắt. Biến vụ án gián điệp thành vụ án chính trị Đây là vụ án gián điệp lớn nhất lịch sử. Các bị can đều khai, nhất cử nhất động của họ đều là thi hành chỉ thị và do sự ủy thác, do lệnh của tổng thống, của các tổng trưởng, nghị sĩ, dân biểu và của cả CIA nữa. Tòa án quân sự mặt trận lưu động vùng 3 chiến thuật bối rối vì không có thể gửi trác đòi những nhân chứng như là Tổng thống ra hầu tòa để đối chất. Do không có đủ yếu tố để buộc tội tử hình, cho nên tòa án tuyên án trung thân khổ sai Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng, Nguyễn Xuân Hòe, án từ 5 năm đến 20 năm tù khổ sai cho những bị can còn lại. Khi quân cảnh dẫn các tù nhân ra xe bít bùng, thì Vũ Ngọc Nhạ quay sang nhóm ký giả ngoại quốc và thân nhân nói lớn: Tôi gửi lời thăm ông thiệu. Cho rằng CIA giàn cảnh. Một bất ngờ của vụ án là Tổng thống thiệu không tin đó là sự thật mà cho là CIA đã giàn cảnh. Do đó thời gian Vũ Ngọc Nhạ bị đày ở côn đảo, thì Tổng thống thiệu đã triệu hồi viên tỉnh trưởng Côn Sơn về Sài Gòn và thay thế vào đó một người thân tín của mình để có điều kiện chăm sóc cho Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng như là một thượng khách. Vì thế Vũ Ngọc Nhạ đã đánh giá đó là một cuộc dạo chơi trên thiên đàng. Tiếp tục hoạt động. Đầu năm 1973, Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng được đưa về khám Chí Hòa, Sài Gòn. Trong thời gian ở Chí Hòa, nhờ sự giúp đỡ của Linh Mục Hoàng Quỳnh, Vũ Ngọc Nhạ móc nối, bắt liên lạc với nhóm thành phần thứ ba của Dương Văn Minh ngày 23 tháng 7 năm 73, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trao trả Vũ Ngọc Nhạ cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với danh xưng là Linh Mục Giải Phóng. Năm 1974, Vũ Ngọc Nhạ được Cộng sản Bắc Việt phong Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 4 năm 1974, Vũ Ngọc Nhạ trở về cử tri, hoạt động bí mật mục đích xây dựng lại cụm tình báo chiến lược, móc nối với thành phần thứ ba và khối công giáo Ngày 30 tháng 4 75, Vũ Ngọc Nhã có mặt tại dinh độc lập bên cạnh tướng Dương Văn Minh. Bị thất sủng và được tôn vinh, ngày 30 tháng 4 75 thân phận của Vũ Ngọc Nhã vẫn chưa được xác nhận. Năm 76, Vũ Ngọc Nhã được điều về cục 2 Bộ Quốc phòng với quân hàm thượng tá. Năm 81 được thăng đại tá nhưng vẫn còn ngồi chơi sơi nước, hàng ngày đọc các tin tức báo cáo tổng hợp lại rồi trình lên thượng cấp Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh. Năm 87, tác giả Hữu Mai xuất bản cuốn tiểu thuyết Ông Cố Vấn Hồ Sơ Một Điệp Viên, ca ngợi thành tích tình báo của Vũ Ngọc Nhạ. Công chúng đã biết đến và Nhạ được phong thiếu tướng. Vũ Ngọc Nhạ mất ngày 7 tháng 8 năm 2002 tại Sài Gòn, 75 tuổi. Phần mộ của Nhạ nằm chung với các phần mộ các điệp viên khác như là Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức và Phạm Ngọc Thảo. Nói về Phạm Xuân Ẩn, thân thế và hoạt động. Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại xã Bình Trước, Biên Hòa, là một thiếu tướng tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam, từng là nhà báo, phóng viên của Reuters, tạp chí Time, New York Herald Tribune, The Tristan Science Monitor, theo học trường College, The Cần Thơ năm 1948 tham gia thanh niên tiền phong và sau đó làm thơ ký cho hãng dầu lửa Cantex. Năm 1950 làm nhân viên sở quan thuế Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ là tìm hiểu tình hình vận chuyển hàng hóa, khí tài quân sự từ Pháp sang Việt Nam. Đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ tình báo cùng với 14.000 gián điệp được cài cắm vào hoạt động. Năm 1957, Phạm Xuân Ẩn ra chiến khu D và đã được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Ủy viên Ủy ban Hành tránh Nam Bộ, giao cho nhiệm vụ làm tình báo chiến lược. Năm 1953, Phạm Xuân Ẩn được Lê Đức Thọ kết nạp vào đảng tại rừng U Minh, Cà Mau. Năm 1954, Phạm Xuân Ẩn bị gọi nhập ngũ và được trưng dụng ngay vào làm thư ký phòng chiến tranh tâm lý, Bộ Tổng Hành Dinh Liên Hiệp Pháp. Tại đây, ẩn được quen biết với đại tá Edward Lansdale, trưởng phái bộ đặc biệt của Mỹ. Trên thực tế, Lansdale là người chỉ huy CIA tại Đông Dương, cũng là trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ tại Sài Gòn. Năm 1955, theo đề nghị của phái bộ cố vấn quân sự Mỹ, Phạm Xuân Ẩn tham gia soạn thảo tài liệu tham mưu, tổ chức tác chiến huấn luyện hậu cần cho quân đội tham gia thành lập cái khung của sáu sư đoàn đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng hòa mà nòng cốt là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ người Việt trong quân đội Pháp trước đó. Phạm Xuân ẩn còn được giao nhiệm vụ hợp tác với Mỹ để chọn lựa những sĩ quan trẻ có chuyển vọng đưa sang Mỹ đào tạo, trong số đó có Nguyễn Văn Thiệu sau này trở thành tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Năm 1957, tháng 10 Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hương, tức là Mười Hương, chỉ đạo cho Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ du học ngành báo chí để có cơ hội đi khắp nơi tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất. Năm 59, Phạm Xuân Ẩn về nước nhờ những mối quan hệ Ẩn được bác sĩ Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Văn hóa Xã hội. Thực chất là cơ quan mật vụ của Tổng thống biệt phái sang làm việc tại Việt Tấn Xã, phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc ở đó. Năm 60 cho đến năm 64, Phạm Xuân Ẩn làm việc cho hãng thông tấn Reuters. Từ 65 đến 67, Ẩn là người Việt duy nhất và chính thức làm việc cho tuần báo Time. Ngoài ra còn cộng tác với báo The Tristan Science Monitor. Từ năm 59 đến năm 75, với cái vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, với các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và với cả CIA. Ẩn đã thu thập được nhiều tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và các cơ quan tình báo. Những tin tức tình báo chiến lược của Ẩn đã được gửi ra Hà Nội thông qua Trung ương Cục Miền Nam. Tài liệu sống động và tỉ mỉ khiến cho Võ Nguyên Giáp đã reo lên. Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ. Tổng cộng, ẩn đã gửi về Hà Nội 498 tài liệu gốc được sao chụp. Giai đoạn từ 73 đến 75, hàng trăm bản văn nguyên bản đã phục vụ hạ quyết tâm giải phóng miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn là nhân vật được trèo kéo của nhiều cơ quan tình báo, kể cả CIA. 30 tháng 4, 75 Phạm Xuân Ẩn là một trong những nhà báo chứng kiến cảnh xe tăng của Việt Cộng hút đổ Cổng Dinh Độc Lập từ đó cho đến vài tháng sau các phóng viên đồng bào và cả chính quyền mới cũng chưa biết phạm xuân ẩn là điệp viên cộng sản vợ con của phạm xuân ẩn đã di tán sang hoa kỳ ẩn cũng được lệnh của cấp trên sang hoa kỳ để tiếp tục hoạt động tình báo nhưng ẩn đã xin ngưng công tác vì đã hoàn thành nhiệm vụ do kế hoạch thay đổi cho nên mãi một năm sau vợ con của ẩn mới có thể quay về việt nam bằng đường vòng paris Moscow, Hà Nội, Sài Gòn. Ngày 15 tháng Giêng năm 76, Trung tá Trần Văn Trung, tức là Phạm Xuân Ẩn, được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang. Tháng 8 năm 78, Ẩn ra Hà Nội, dự khóa học tập chính trị 10 tháng vì Ẩn sống quá lâu trong lòng địch. Theo Larry Berman, thì Ẩn bị nghi kỵ và bị quản chế tại gia, cấm liên lạc với báo chí ngoại quốc và cấm xuất cảnh Do cách suy nghĩ của ẩn quá mỹ và do ẩn đã giúp bác sĩ Trần Kim Tuyến ra khỏi Việt Nam ngày 30 tháng 4 75. Năm 1986 trong 10 năm luôn luôn có một công an làm nhiệm vụ canh gác trước nhà của Phạm Xuân ẩn. Năm 1990, đại tá Phạm Xuân ẩn được thăng thiếu tướng. Năm 1997, chính phủ Việt Nam Cộng sản từ chối không cho ẩn đi Hoa Kỳ để dự hội nghị tại New York mà ẩn được mời với tư cách là khách mời đặc biệt. Năm 2002, Phạm Xuân Ẩn về nghỉ hưu. Con trai lớn của Ẩn là Phạm Xuân Hoàng Ân, đã du học Mỹ, hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại giao ở Hà Nội. Con gái của Ẩn hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Trong những năm cuối đời, Phạm Xuân Ẩn cảm thấy rất thất vọng vì dân chúng không được viết tự do. Ẩn chối tranh trước khi chết là đừng chôn ông gần những người cộng sản nhận định về Phạm Xuân Ẩn. Lê Duẩn đã biểu dương Phạm Xuân Ẩn coi đó là một chiến công có tầm cỡ quốc tế. Frank Snip, cựu chuyên viên thẩm vấn CIA, tác giả cuốn sách Descent Interval, nói Phạm Xuân Ẩn đã có được nguồn tin tình báo chiến lược, điều đó rõ ràng, nhưng chưa ai dẫn con mèo đi ngược để thực hiện một cuộc xét nghiệm pháp lý về các tác hại mà ông đã gây ra cơ quan CIA không có gan để làm việc đó. Murray Gag, thông tin viên trưởng của báo tham nói, thằng chó đẻ đó tôi muốn giết nó. Phạm Ngọc Thảo thân thế và hoạt động. Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922 tại Sài Gòn. Cha ông là Phạm Ngọc Thuần, một địa chủ lớn có quốc tịch Pháp, người công giáo, còn có tên là Albert Thảo hoặc là Chín Thảo vì thảo là con thứ tám trong gia đình sau khi đậu tú tài thảo ra hà nội học và tốt nghiệp kỹ sư công chánh thảo tuyên bố bỏ quốc tịch pháp và tham gia kháng chiến sau khi tốt nghiệp trường võ bị trần quốc tuấn thảo về nhận nhiệm vụ giao liên ở phú yên một lần thảo đưa một cán bộ về nam bộ đó là lê duẩn người đã có ảnh hưởng lớn về hoạt động tình báo của thảo sau này được bổ làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410 quân khu 9. Trong thời gian này, Thảo hướng dẫn chiến tranh du kích cho Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh, Lê Văn Kim, những người sau này trở thành tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vợ là Phạm Thị Nhậm, em ruột giáo sư Phạm Thiều, nguyên là đại sứ tại Tiệp Khắc. Sau Hiệp định Geneva, Lê Duẩn chỉ thị cho Phạm Ngọc Thảo không được tập kết ra Bắc, phải ở lại để hình thành lực lượng thứ ba. Từ đó, Thảo dạy học ở một số tư thục Sài Gòn. Phạm Ngọc Thảo đã bị Đại tá Mai Hữu Xuân, Giám đốc An ninh quân đội lùng bắt nhiều lần, nhưng đều trốn thoát. Sau cùng, Thảo về Vĩnh Long làm nghề dạy học. Tỉnh này thuộc địa phận của giám mục phê Rô Ngô Đình Thục, vốn đã quen biết với gia đình Thảo từ trước. Ngô Đình Thục coi Phạm Ngọc Thảo như con nuôi và bảo lãnh cho vào dạy học ở trường Nguyễn Trường Tổ. Năm 1956, Phạm Ngọc Thảo được phép đưa vợ con về Sài Gòn và vào làm việc ở Ngân hàng Quốc gia, rồi được chuyển ngạch sang quân đội với cấp bậc đại úy đồng hóa. Năm 1956, do sự giới thiệu của Huỳnh Văn Lang, Tổng Giám đốc Viện Hối đoái, bí thư liên kỳ bộ của đảng Cần Lao, Phạm Ngọc Thảo được cử đi học khóa nhân vị ở Vĩnh Long và Thảo đã tham gia đảng Cần Lao. Hoạt động trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chức vụ tỉnh đoàn trưởng Bảo An Vĩnh Long, tuyên huấn đảng cần lao nhân vị. Thảo biết cách khai thác nghề viết báo của mình và về binh pháp tôn tử. Chỉ trong vòng một năm, Thảo đã viết 20 bài báo nói về chiến lược, chiến thuật, nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện quân sự, phân tích binh pháp tôn tử. Trần Hưng Đạo, những bài báo được giới quân sự chú ý và cả Tổng thống Diệp và Ngô Đình Nhu. Năm 1957, Phạm Ngọc Thảo được chuyển về Phòng Nghiên cứu Chính trị Phủ Tổng thống với cấp bậc thiếu tá, sau đó giữ chức tỉnh đoàn trưởng Bảo An Bình Dương. Năm 1960, Phạm Ngọc Thảo tham dự khóa chỉ huy tham mưu ở Đà Lạt, giữ chức vụ thanh tra khu trù mật. Năm 1961, Phạm Ngọc Thảo được thăng trung tá, giữ chức tỉnh trưởng Kiến Hòa để trách nghiệm chương trình bình định thời gian này kiến hòa trở nên ổn định không còn phục kích hay phá hoại nữa tuy nhiên có nhiều tố cáo thảo là cộng sản nằm vùng thảo bị ngưng chức tỉnh trưởng kiến hòa và đi học khóa chỉ huy tham mưu ở hoa kỳ lý do là thảo đã thả hơn 2.000 tù nhân đã bị giam giữ và liên lạc với bà nguyễn thị định tham gia các cuộc đảo tránh đảo tránh lần thứ nhất 1963 Tháng 9 năm 1963, bác sĩ Trần Kim Tuyến, nguyên là giám đốc sở nghiên cứu chính trị, thực chất là chùm mật vụ và Phạm Ngọc Thảo âm mưu một cuộc đảo tránh Ngô Đình Diệm. Phạm Ngọc Thảo đã kêu gọi được một số đơn vị như là quân đoàn 3, quân đoàn 4, biệt động quân, bảo an, sẵn sàng tham gia, nhưng âm mưu bị nghi ngờ. Trần Kim Tuyến bị đưa đi làm tổng lãnh sự ở Ai Cập sau ngày 1 tháng 11 63 đệ nhất Cộng hòa sụp đổ, Phạm Ngọc Thảo thăng chức đại tá làm tùy viên báo chí trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Một thời gian sau được cử làm tùy viên văn hóa tại Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ. Đảo tránh lần thứ hai năm 65. Đầu năm 65, Phạm Ngọc Thảo bị gọi về nước vì Nguyễn Khánh muốn bắt Thảo. Vì thế, khi về đến phi trường Tân Sơn Nhất, Thảo đào nhiệm bỏ trốn và bí mật liên lạc với các lực lượng đối lập để tổ chức đảo tránh. Đảo tránh với lý do rất quan trọng mà Thảo nắm được là Nguyễn Khánh và Hoa Kỳ thỏa thuận sẽ ném bom xuống miền Bắc vào ngày 20 tháng 2 năm 65. Vì vậy phải đảo tránh lật Nguyễn Khánh vào ngày 19 tháng 2 năm 65. Ngày 19 tháng 2 năm 65, Phạm Ngọc Thảo và tướng Lâm Văn Phát đem quân và xe tăng vào chiếm trại Lê Văn Duyệt. Đài Phát Thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng và phi trường Tân Sơn Nhất. Tướng Nguyễn Khánh đào thoát bằng máy bay ra Vũng Tàu. Ngày 20 tháng 2 năm 65, hội đồng các tướng lãnh họp tại Biên Hòa, các tướng cử Nguyễn Chánh Thi làm chỉ huy chống lại đảo Chánh. Nguyễn Chánh Thi ra lệnh cho Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát và 13 sĩ quan khác phải ra trình diện trong 24 giờ. Ngày 21 tháng 2 năm 65, các tướng tiếp tục họp tại Biên Hòa quyết định giải nhiệm Nguyễn Khánh và cử tướng Trần Văn Minh làm tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 22 tháng 2 năm 65, quốc trưởng Phan Khắc Sửu ký sắc lệnh bổ nhiệm tướng Nguyễn Khánh làm đại sứ lưu động, một hình thức trục xuất ra khỏi nước. Ngày 25 tháng 2 năm 1965, Nguyễn Khánh rời Việt Nam, Phạm Ngọc Thảo bỏ trốn bị bắt và qua đời. Ngày 11 tháng 6 năm 65, Quốc trưởng Phan Khắc Sử và Thủ tướng Phan Huy Quát tuyên bố trả quyền lãnh đạo quốc gia lại cho quân đội. Ngày 14 tháng 6 năm 65, Ủy ban lãnh đạo quốc gia được thành lập do tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch. Phạm Ngọc Thảo phải rút vào hoạt động bí mật, Thảo cho xuất bản tờ báo Việt Tiến mỗi ngày phát hành 50.000 tờ tuyên truyền tinh thần yêu nước chống Mỹ và Thiệu. Phạm Ngọc Thảo có một hàng rào bảo vệ rộng lớn từ các xứ đạo Biên Hòa, Hố Nai, Thủ Đức, Sài Gòn. Có nhiều linh mục giúp đỡ in ấn và phát hành. Chính quyền thiệu kỳ kết án tử hình và treo giải thưởng 3 triệu đồng cho ai bắt được Thảo. Võ Văn Kiệt là sáu dân kể lại. Tôi thấy Thảo gặp khó khăn nên đi tìm anh để đưa về chiến khu, nhưng anh bảo vẫn còn khả năng đảo tránh để ngăn chặn việc đế quốc Mỹ đưa quân viễn chinh vào Việt Nam. Lâm Văn Phát ra trình diện và chỉ bị cách chức. Phạm Ngọc Thảo phải trốn nhiều nơi cuối cùng bị bắt tại Đan Viện Phước Lý, xã Vĩnh Thanh, quận Nhân Trạch, Biên Hòa. Lúc 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 65, Thảo vừa ra khỏi Đan Viện Phước Lý thì bị an ninh quân đội phục kích bắt và đưa về một con suối nhỏ gần Biên Hòa để thủ tiêu. Tuy nhiên Thảo không chết, chỉ bị ngất xỉu vì đạn trúng vào cằm khi tỉnh dậy Thảo lê lết về một nhà thờ và được Linh Mục Cường, cha tuyên úy của dòng nữ tu Đa Minh cứu chữa. Và Thảo bị phát giác, bị đưa về Cục An ninh Quân đội đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thảo bị tra tấn cho đến chết vào đêm 17 tháng 7 năm 1965, 43 tuổi. Theo Larry Berman, trong cuốn Perfect Spy, thì Tổng thống Thiệu ra lệnh tra tấn và hành hạ Thảo cho thật đau đớn bằng cách dùng một cái thòng lọng bằng da, buộc quanh cổ và một cái khác thì siết mạnh nơi tinh hoàn. Cũng có tin nói rằng đại úy hùng sùi bóp giái Thảo cho đến chết. Phạm Ngọc Thảo có 7 con và vợ Thảo đi dạy học. Tất cả hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Có người con là bác sĩ ở quận Cam, Cali. Phạm Ngọc Thảo là một điệp viên đơn tuyến, không có thượng cấp và thuộc cấp, không thu thập tin tức mà chỉ tác động vào chính quyền. Nhà nước Cộng sản Việt Nam truy tặng Thảo danh hiệu liệt sĩ và quân hàm đại tá, quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng có nguồn tin cho rằng Phạm Ngọc Thảo là một gián điệp nhị trùng, nghĩa là làm việc cho CIA nữa. Bài viết của Trúc Giang viết tại Minnesota ngày 20 tháng 10 năm 2011. Các bạn vừa nghe xong bài viết của Trúc Giang. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.